chúng mình nhận được một tin, đó chính là chuyến bay của chúng mình đã bị hủy. Hủy là hủy, đó là cancel. Và bây giờ thì mình cũng không biết mình phải làm gì, bởi vì là các bạn Tây ở đây các bạn đang rất là phẫn nộ và đang mắng chửi cái quầy check in rồi, nên là mình cũng chả làm được gì ngoài việc chờ. Buổi sáng, đây là buổi sáng ngày thứ ba trọn vẹn ở El Nido. Và tối hôm qua thì đã có một bữa ăn rất là ngon, xong về đi ngủ liền một mạch. Và sáng nay dậy trễ, nên là bây giờ mới bắt đầu làm vlog. Và đây, hai nhân vật của chúng ta đã sẵn sàng. Còn cô Linh thì vẫn đang ngủ. Chúng mình đã ăn sáng xong và tiếp tục đi hành trình khám phá biển đảo ngày hôm nay. Bởi vì hôm nay chúng mình sẽ đi tiếp tục đi Lagoon, một cái Lagoon rất là đẹp. Và sẽ ăn trưa ở trên đảo, sau đó sẽ snorkeling ở giữa biển. Hôm qua thì mình cứ tưởng là mình được snorkeling, nhưng mà vì cũng đi trễ nên là bị skip mất cái phần snorkeling. Nhưng mà hôm nay thì sẽ được snorkeling tắm biển ở giữa biển, rất là sướng. Nào đi thôi. Trẻ con ở đây anh chơi trực thăng này. Đây là mây thần canh giữ khách sạn của mình. Và kia là chú chó trắng ở nhờ. Bây giờ thì mình đang đi bộ đi ra chỗ nhà của anh DJ để mượn giày dép, à để thuê giày dép chứ. Thuê giày aqua shoe này, thuê kính lặn này. Và mọi người có thể thấy ở bên đường có rất là nhiều nhạc. Và ở đây người ta rất thích nghe nhạc. Philippines là một đất nước rất là yêu âm nhạc. Nếu mà các bạn hay xem YouTube thì các bạn có thể thấy rằng là tất cả những cái sản phẩm cover âm nhạc nổi tiếng và hay thì đến từ những người Philippines rất là nhiều. Và ngày xưa hình như có cô gì nhỉ, Charis, cũng là một ca sĩ rất là nổi tiếng người Philippines đúng không? Và họ nổi tiếng là thích hát những bài hát của diva, những bài hát mà tập trung vào giọng hát, hay là đi đâu thì cũng nghe được nhạc hết. Và bây giờ mình đang đi bộ từ khách sạn của mình ra đến đây. Mọi người có thể thấy là biển đây thật sự đẹp này, ánh nắng vàng chan hòa. Đó, đúng giống như những gì mình tưởng tượng về biển và đảo ở trên TV luôn. Đây, tất cả mọi người vẫn đang bôi kem chống nắng để chuẩn bị đi ra biển. Khi đi ra biển thì việc đầu tiên đó chính là phải bôi kem chống nắng, đúng rồi đấy. Để tránh cháy da và ung thư da. Kể cả khi trời không có nắng nhá, bọn nó tiêu UV và kiểu UV. Ở chưa, em chưa thay cái dây này. Trời ơi, thuộc bài nhanh quá. Xạo. Sài Gòn có tránh nắng đâu, ra đây bắt đầu bầy đạt. Biệt đội gà con sau khi bôi kem chống nắng, thuê giày, thuê mặt nạ lặn thì đã tiếp tục đi. Trời ơi, và bây giờ đã là 11:44, có nghĩa là còn trễ hơn cả hôm qua nữa. Đội này đội siêu lề mề, nắng đã đứng rồi. Và bây giờ nhìn thấy cái mặt nó không ra ngồi gì hết. Ngồi xuống đi nắng. Ngồi xuống đi nắng hả? Cả nhà ơi, và đây lại trên đường lội nước ra con thuyền thân thương, con thuyền Virgo, thuyền của chị Giang. Ở tí đằng xa kia kìa. Đó. Và hôm nay chúng ta đã trên chiếc thuyền Virgo và tiếp tục hành trình. Và thuyền này tên là Virgo. Thuyền sử nữ à? Yes. Thuyền sử nữ đúng không? Thuyền sử nữ. Và chị Giang, người lần đầu tiên đi kiểu này, hãy phát biểu cảm nghĩ. Nó rất là vui cho một cái chuyến đi không quá mạo hiểm, không quá phiêu lưu. Nếu mà chỉ ngồi ở trên thuyền và đi đến những chiếc đảo tuyệt đẹp thì nó rất là vui đối với mình. Thế nhưng mà khi bắt đầu phải đu dây rồi trượt núi các thứ. Rồi, bắt đầu. Tất nhiên là ngày hôm nay thì mình không đu dây trượt núi, đu dây chút chút. Chỉ là nó rất là vui nếu mà mình làm vài lần trong một năm. Đúng. Nếu thường xuyên quá thì mình sẽ không còn cảm thấy vui như là lúc đầu nữa, mình nghĩ vậy. Nhưng mà cả ngày cái cảm giác mà lúc nào cũng dính nước biển, ướt nhẹp nhẹp, mọi người có quen không? Không quen một chút nào. Và đến cái giờ phút mà được
trở về khách sạn để tắm rửa thì cảm thấy rất là sung sướng, tại vì sẽ tắm hết tất cả những kem chống nắng nhờn dính, tất cả những da chết, bụi bẩn, nắng gió và cát các thứ nó dính lên trên người xuống thì sẽ cảm giác rất là sướng, và đến cái lúc đấy ăn thì rất là ngon tại vì rất là mềm. Mọi người ơi, và bây giờ sẽ đến tiết mục tanning. Sau khi mà bôi kem chống nắng ấy thì mình sẽ bôi một lớp dầu gọi là tanning oil. Cái này thì sẽ giúp da đen, nâu và đều hơn. Bởi vì với những đứa trẻ thành phố như này, lúc nào ra biển nhìn cũng trắng nhách như những con cá voi ấy, nhìn rất là đáng sợ, nên là phải tan đi nhìn cho nó khỏe mạnh hơn. Cô em tan đi, tan không? Chắc không mặc đồ tan. Ờ đúng rồi. Linh chưa kịp thay đồ nên mình sẽ tan trước. Vậy là sau khi tanning được khoảng 20 phút không? Đến 20 phút gì đấy. Đây, Linh đang nằm tan đây. Thì chúng mình đã tới một hòn đảo ở trước mặt. Và mình đang nằm ở trên mũi thuyền để tan. Nên là rất tiện để nhìn vào cho mọi người xem. Đây không, cả nhà ơi, đây chính là hòn đảo đầu tiên chúng mình sẽ tới. Hòn đảo này tên gì? Đây chính là Paradise Beach. Dạ. Là hòn đảo thiên đường. Ở trên đảo đang có những chú chó đang chờ sẵn chúng mình. Xin chào đảo Paradise. Và đang cập bến cả nhà. Wow, hôm nay nước đúng màu xanh luôn này. Chỉ có trời nắng thì mới tạo ra được cái nước màu xanh như này, đẹp quá. Trời ơi, ở dưới này đã nhìn thấy san hô rồi. Hello chú chó, chú chó ơi. Wow, nước trong như bể bơi luôn ý. Ôi đẹp quá, đẹp quá. Và mình đã bị đuổi xuống rồi, để anh ý quăng mỏ neo. Quăng mỏ neo, đây, các bạn đã bao giờ nhìn thấy một người quăng mỏ neo hay chưa? Nếu mà chưa ạ, thì đây chính là cái... Đấy, quăng mỏ neo này. Ta-da. Ôi, chú chó này mới đẻ. Nhìn tí rất là to. Linh, chị Giang, thấy biển đẹp không? Đẹp. Đây là Paradise Beach. Bởi vì đây là cái bãi biển thiên đường. Và mọi người nhìn thấy xem, đúng là thiên đường thật, nước trong vắt. Từ đây ra đến tận 10 mét nữa thì nhìn nước vẫn trong. Và nó xanh dã man con ngàn luôn. Mà chỉ có một mình ở trên cái bãi biển này. Cảm giác giàu có thực sự, cảm giác giống như là tất cả bãi biển này là của ta. À đây đây, chủ nhân chính thức của cái đảo. Bà chủ ơi. Bà chủ ơi. Đây là chú chó hoang mình gặp ở trên đảo. Mới đẻ nhưng mà rất là gầy. Ở Philippines này, ở El Nido này mình gặp rất là nhiều chó hoang. Và chú nào cũng rất là ngoan, rất là hiền. Nhưng mà rất là gầy. Và kia, cô Linh Trendy đã nhảy xuống biển đi bơi rồi. Ta xem là Linh đang bơi ở đâu nhá. Ôi trời ơi, cũng biết bơi cơ đấy. Hồi trước mình tưởng là nó không biết bơi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, bơi kìa. Ôi, nước biển trong thế. Trong hơn cả là bể bơi xịn. Ôi mọi người ơi, đẹp quá. Thật sự là mình không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả cái sự đẹp của nó cho mọi người cảm thấy được. Có nước trong nhờ. Bơi đi. Để quay tí đã. Để cho các bạn xem là biển đẹp như nào. Ui. Và bây giờ chúng ta cùng xuống nước nhá. Con cua với cả con tôm. Chấm tức. Ôi.
đấy. Linh thì đang rất là hứng thú vì nhiều cá con, còn chị Giang đã ngồi đây phát biểu cảm nghĩ. Mình đeo cái này vào thì nó sẽ mất hết mấy cắp của mình mất. Đây chính là nỗi khổ của thế giới hiện đại mọi người ạ. Đấy, bây giờ thôi chúng ta sẽ đi bơi đi. Nhiều nhìn dưới nước đẹp lắm ấy. Ra đây chị Giang đã đeo bộ lặn rồi cả nhà. Và bây giờ tất cả chúng mình sẽ đi thì ngắm Nemo và Dory tiếp. Rất Nemo và luôn. Dory thì cực kỳ đẹp luôn rồi. Bây giờ đây nhá. Đang đi thuyền ở trên kia rất là sướng. Chúng mình ra được đến đây này, cả một kỳ tích rồi. Ôi nhưng mà ngoài kia nhiều cá lắm chị ạ. Có sâu không? Rất sâu. Chỗ này rất sâu. Ở dưới này rất sâu. Đây 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 đây. Em ở đây mình sẽ yên tâm. Chúng mình đã xin được một ít nước cho hai em chó ở trên đảo. Mình không hiểu là ở đây thì ai nuôi chúng nó. Giờ ăn đêm rồi, hôm nay ăn gì? Hôm nay có một cái bánh gì đấy, bánh hấp này, mực, bánh gạo, mực này, tôm này, thịt nướng này, thịt thăn nướng. Còn đây là gà, cơm này, dưa hấu vàng, đây là quả dứa, còn đây là cá nướng, dưa cơm rất đấy. Ôi, mà hôm nay có em mình đang chờ được ăn. Tụi mình hôm nay quyết định ăn ở trên đảo Paradise để cho em này và em kia có đồ ăn. Trời ơi, đang ăn thì trời đổ mưa. Thế chúng mày phải dọn nhanh. Và để lại chỗ đồ ăn dư lại cho hai con chó trên đảo. Bây giờ mưa đang kéo đến đảo rồi. Đảo Thiên Đường sẽ không giống Thiên Đường nữa khi mà trời mưa. Và bây giờ trời đã mưa, biển đã xấu đi rồi. Và bây giờ chúng mình phải mặc áo phao và lên thuyền. Yeah. Mình rất sợ mưa ở biển. Thế à? Đã được gặp mưa ở biển chưa? Chưa đúng không? Mưa ở ngoài biển rồi. Thế đây là lần đầu tiên em được thưởng thức. Anh nghĩ là cũng không đến nỗi đâu. Bởi vì mưa này chỉ là mưa thôi chứ không phải là mưa bão. Nhà ơi, bây giờ chúng mình đang lao vào cơn bão. Đúng là đang lao vào cơn bão luôn. Trước mặt là mây đen sầm sì. Thánh Linh thì sợ quá nó mặc áo phao vào rồi. Hy vọng có người nhận được camera này của mình. Hy vọng có người nhận được camera này của mình cái gì? Sẽ up cái này lên kênh cô em Trendy. 20 năm sau. Bây giờ chúng mình đang đi vào cơn mưa để đi đến đảo helicopter. Mọi người nhìn thấy cái đảo đằng bên kia không? Rất giống một cái trực thăng, người ta bảo giống cái trực thăng. Nhưng mà chúng mình nhìn thấy thì thấy nó giống một cái đùi gà cả nhà. Rất giống một cái đùi gà. Giang nhìn thái độ của những bạn lái thuyền để Giang đoán là chuyện gì sắp xảy ra. Nhìn mấy bạn vẫn bình tĩnh lắm cho nên là không vấn đề gì. Không vấn đề gì đâu đúng không? Các bạn lái thuyền mà đã bảo ơi mặc áo phao vào đi, xong rồi các bạn mặc áo phao vào là mình biết là mình... Chứ mà dù không sao Giang mà áo phao. Tại vì lạnh thôi. Tại vì lạnh thôi đúng không? Chị Giang mặc áo sao chỉ vì lạnh mà thôi. Anh mặc áo phao thì... Đây Linh cũng mặc áo phao vì lạnh thôi. Và mưa đang lất phất ở trên biển.
Mai Linh, Linh lại đi kayaking rồi cả nhà ơi. Và mọi người ơi, bây giờ mình lại đang ở trên thuyền kayak. Đằng sau lưng mình là chị Giang đang trèo rất mải miết, và Linh thì đã đi rất là xa rồi. Hôm nay thì mình đang ở đây chính là một cái lagoon này tên là Khát Lao Lagoon. Và ở đây thì nó sạch và nó trong kinh hoàng. Mình vẫn phải nhắc lại là nước biển đấy rất là trong, để cho mọi người cùng xem nó trong như thế nào nhé. Còn kia là nhà Giang và nhà Linh kìa. Đeo kính lặn không phải mất make up hả? Trời ơi mọi người ơi. Và nắng đã lên rồi, và khi mà nắng lên ấy thì đây thật sự là thiên đường rồi. Trời ơi, chỉ cần nhìn xuống dưới nước là đầy san hô. Và bây giờ thì mình đang chờ Linh lấy cho mình cái aqua shoe để mình có thể bước xuống đây để snorkeling. Thích lắm. Và sau đó thì chúng mình sẽ tiến vào bên trong lagoon. Khát Lao Lagoon đẹp cực luôn. Và đây thì các bạn người nước ngoài đang đã đi vào trong đấy hết rồi. Hello, và mình đã mặc đồ snorkeling. Mọi người ơi, vào đây là ở trong lagoon này. Đây anh chị vừa bảo nước này đúng là màu nước Photoshop luôn. Đấy, và chị Giang đây. Chị Giang mọi người hôm nay rất là sporty. Nắng quá. Nằm ở đây giữa một cái biển nước nó xanh như vậy. Và mọi người biết tại sao nó xanh không? Bởi vì là nó rất rất là sâu. Sâu đến mức mà mình không nhìn được cái đáy nữa, nên là nó trở thành cái màu xanh như vậy. Để cho mọi người xem là nó sâu đến đâu nhá. Biết là mọi người không nhìn được nó sâu đến đâu đúng không? Kìa, hai vợ chồng nhà kia đang chụp hình sống ảo kìa. Đi đâu cũng chụp hình sống ảo luôn. À, hello. Xin chào tất cả mọi người. Và bây giờ đang bơi ở trong lagoon. Rất là thích. Nó như là một cái bể bơi khổng lồ vậy. Và nước thì siêu sâu. Sâu lắm ấy. Nên là đừng hy vọng là sẽ chạm được xuống đáy. Và bơi như này, rất thích. Linh ơi xuống. Em không biết bơi thì phải dậy. Và chị Giang cũng đã đến cái bể bơi siêu to khổng lồ rồi. Ôi thích quá. Thích lắm các cháu ơi. Không chạm được chân, thế nhưng mà mình biết là tại vì mình có áo phao rồi cho nên là mình sẽ ok. Bể bơi siêu to khổng lồ này, nhìn bể bơi này. À. Bơi thì vẫn có thể tận hưởng được cái hồ bơi siêu to khổng lồ này. Em cảm giác ở dưới chân em là khoảng 3-4 mét rồi. Bơi cái áo phao thì ok. Nếu mà em không vào fan sẽ rất hoảng, em sẽ panic ngay lập tức. Em cảm thấy vô địch luôn. Mặt xấu ấy. Cái gì xấu? Mặt anh xấu. Cái gì? Lơ mọi người. Đây, xem mặt con nào xấu. Em là tiên cá. Tiên cá. À, mình đã tìm được một cái chỗ ở đây. Là cái chỗ mà sẽ rất là tiện để đứng lên để chụp hình. Đây là một người đang xếp hàng chụp hình đây. Ui, ánh nắng đẹp quá. Cô gái đại dương. Ui giời. Chắc phần thua rồi nên mình đếch thèm đua nữa. Đấy, đi view thuyền thì đi ra lại thuyền lớn. À, lệch quá rồi. Đây,
Vậy là buổi chiều hôm nay đã chúng mình đã phải dành đến tận chắc là gần 4 tiếng ở trong cái lagoon đó, và bây giờ mới đi lên này. Và bây giờ ngày thứ hai trọn vẹn ở El Nido đã kết thúc. Bây giờ chúng mình đang trên đường đi về. Và nếu mà dành cho bạn nào mà muốn biết thêm thông tin về đi du lịch ở El Nido thì mình sẽ tổng kết cho mọi người ở đây. Bởi vì là các bạn nghĩ rằng là đi thuê thuyền, đi đảo nó mắc tiền đúng không? Nhưng mà thực ra không phải như vậy. Mỗi chuyến đi như thế này thì chúng mình bao một cái thuyền mất khoảng 5 triệu. Nên là chia nhỏ ra thì nó cũng là một cái giá tương đối là hợp lý. Và tất cả những cái dịch vụ ở El Nido thì cực kỳ rẻ. Mình thuê thuyền kayak có bao nhiêu nhỉ? Có 300-400 nghìn cho ba cái thuyền, quá là rẻ luôn. Và ăn uống thì cực kỳ tốt. Khi mà mọi người có thể thấy những cái thuyền người ta đang bán coca, bán nước dừa, mọi người nghĩ rằng là người ta bán ở trên biển lênh đênh như vậy nó sẽ đắt, nó sẽ cắt cổ, nhưng mà không phải vậy. Bởi vì mình mua một lon coca hay là một quả dừa ở trên biển nhá, thì nó cũng chỉ có khoảng 30-40 nghìn tiền Việt thôi, rất là rẻ. Và ăn uống ở trên thuyền của mình với cái giá là 5 triệu một cái thuyền ấy là bao trọn cả bữa trưa, cả nước uống tất tần tật tần tật. Và anh tour guide thì cực kỳ dễ thương. Và những con người mới lần đầu tiên được trải nghiệm thì ở đây cũng đã chứng minh rằng nó là một cái trải nghiệm không thể quên được rồi. Được ngắm san hô, được hít thở khí trời, được hòa mình với thiên nhiên như thế này. Và bây giờ chúng mình sẽ về và có một bữa tối thật là no bụng ở đây, bởi vì đã chơi cả ngày đã kiệt sức rồi. Sau khi mà mình trở về từ chuyến đi biển ấy thì chúng mình sẽ có một bữa tối. Và lần này thì mình chọn bữa tối một cái nhà hàng rất là gần. Mọi người nhìn nhá. Đây là nhà hàng Balavita. Đây là một nhà hàng Ý. Rất là xinh. Cả nhà ơi, ăn ngon quá. Bây giờ ăn đến mấy lượt đĩa rồi mà bây giờ nó còn từng này. Thì mọi người Giang bỏ về vì buồn ngủ quá rồi. Giang đã bỏ về. Bây giờ chỉ còn bây giờ chúng mình phải đi về đây. Trả tiền rồi đi về và kết thúc ngày hôm nay ở đây. Tạm biệt, hẹn gặp lại ngày mai. Chào buổi sáng mọi người. Chào buổi sáng mọi người. Và đây là ngày cuối cùng của chúng mình. Và bây giờ chúng mình sau khi ăn sáng và trả phòng thì gửi đồ ở đó và thuê xe máy đi quanh đảo El Nido. Linh và Giang thì rất là sợ nên là muốn đi xe. Người tôi chở chứ không muốn lái xe. Lâu lắm rồi Linh không đi xe máy, bởi vì Linh đã từng đi xe 70 cây ở trên đường Trường Chinh và ngã văng ra 5 mét và vẫn còn sống, nên là Linh sẽ không đi xe máy nữa. Không, con vẫn còn sống thì phải đi tiếp chứ. Không, người ta cho mình một cơ hội thôi. Xe máy ở trên đảo El Nido, mọi người có thể thấy quang cảnh xung quanh ấy, thì El Nido khá là đơn sơ và nghèo. Đây là một đảo mới được khai thác du lịch. Chính vì mới khai thác du lịch nên tất cả biển đảo và rất là đẹp. Đua em ơi. Đua không em ơi? Ok, nó camera. Và điểm đặc biệt ở trên El Nido đó chính là đội mũ bảo hiểm không bắt buộc, bởi vì mọi người đi rất là chậm ở đường nhỏ nên là chúng mình lâu lâu cũng đội mũ bảo hiểm đi một lần cho biết, thì tốc độ vừa phải thôi. Bây giờ mình đang trên đường đi và mình không biết là đang đi đâu, rất là đẹp. Không biết là đường lên Ba Vì. Đây sao tận Philippines đi du lịch và rất giống Việt Nam đúng không? Mà cháu lòng thật hả? Cháu lòng thì con chó. Chắc là cùng viết với cách viết thôi. Có ăn gì đây không? Trời ơi mọi người ơi, đi đến đây thì trời mưa, rất là mưa. Vì vậy là chúng mình phải ghé một cái hàng rất là random ở bên đường để ngồi và ăn thử. Linh thì đang order đồ ăn này. Chị Giang thì vẫn đang hoang mang. À mọi người ơi, hóa ra là chúng mình ăn cái này gọi là cái món chao long.
tưởng là cháo lòng nhưng không cháo phải. Chứ không phải là cháo lòng. Ừ, cháo lòng chứ không phải là cháo lòng. Đây, Linh đang ăn này thì nó là một cái loại mì có một quả trứng luộc chín kỹ với cả bò hầm. Còn bên này thì là có thịt lợn. Đâu, đây mới là bò. Đây. À, đây là lợn và đây là bò. Thì anh hỏi lợn nào? Anh đi thế. Ngon không? Nó nhiều gia vị, nó không có cái vị của thịt lắm. À. Thì cũng có hơi hay. Cô em Jenny không thích ăn gia vị. Trời ơi. Và đi thì trời lại mưa tiếp, ướt hết người rồi. Và trên đảo thời tiết thật là khó lường, lúc mưa lúc nắng không thể đoán được. Chuyến đi du lịch bão táp. No comment. Và bây giờ mưa đã bớt rồi và chúng mình sẽ tiếp tục hành trình. Lái xe 20 phút nữa mới đến đấy. Lái xe 20 phút nữa mới đến. Ừ. Mấy giờ rồi? 12 giờ hơn rồi, có kịp máy bay không? Mọi người ơi, trời ơi, thật sự là cái đảo quá nhẹ đấy. Cứ đi khoảng 500m thì mưa, 500m thì lại tạnh, và bây giờ người ướt sũng, tìm chỗ trú mưa, sau đó lại tạnh, sau đó lại mưa. Và đi xe máy ở đây thì không có cái gì để tránh hết, không có áo mưa, không có gì cả. Và mấy bạn Tây ở đây, các bạn nhìn thấy mình rất là lạ ở nhìn thường ấy. Những bạn châu Á để du lịch thì sẽ không đi như kiểu này. Tây thôi, hôm nay chúng mình đi du lịch như Tây ở châu Á. Trời ơi, hai con chuột luôn phải chờ. Và đã nắng lên rồi cả trời ơi. Đang hy vọng là trời nắng lên thì sẽ khô quần áo, ướt hết cả người rồi. Không. Chúng mình đang đi vào Nắc Phan Beach. À, đường khó đi quá, bẩn hết giày mất. Đi vào Nắc Phan Beach ấy, thì gặp mưa, mưa to kinh khủng. Và sau khi đi qua rất là nhiều đoạn đường người nhụa, đất cát. Để đang rất là nghĩ, không biết là tí nữa về mình quay lại sẽ quay kiểu gì. Và mọi người đang ở trong một cái lán để trú mưa. Ăn chuối. Giống chưa? Đây là lý do Giang không bao giờ đi thi những cuộc thi kỳ thú. Để những cảnh này cuộc thi không kỳ thú như vậy phát lên TV cho cả nước xem. Không sao, bây giờ lên blog của Dino thì cũng khoảng vài trăm ngàn người xem thôi. Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng chúng mình đã ra được đến biển. Đây là bãi biển Nắc Phan, rất là rộng và đẹp. Sau biết bao gian truân, tự nhiên được hưởng thành quả, cảm thấy cái biển này nó đẹp gấp đôi bình thường. Đẹp gấp đôi bình thường. Tiếc là biển ở đây cát không trắng, nhưng mà thật sự là bãi biển và nước quá đẹp luôn. Bây giờ mình đang mặc áo mưa để đi về, rất tiếc là không thưởng thức ở đấy được, mới phát hiện ra là trời đã muộn và có thể trễ máy bay. Và đã mặc sẵn áo mưa rồi đây này. Và bây giờ về thật nhanh khách sạn, không để trễ máy bay lần nữa. Ôi, mình đi về đến đây mất gần 1 tiếng và vẫn đang đi ở trên xe. Rất rất to, vừa nãy mưa to đúng không, không quay được. Vừa thấy nước ngập lên đường, phải đủ nhổ rồi đúng không. Đó, đi xuyên qua khu dân cư và xuyên qua một hòn đảo đang phát triển như vậy là rất ghi nhận sự cố gắng của Linh và chị Giang, cả hai người đều là những người ít đi như này mà hôm nay đã có rất là nhiều rồi. Và bây giờ thì mình đang đi lại vào khu phố Bùi Viện và Đại Hiện của El Nido để rút tiền và trả tiền cho khách sạn, nếu không người ta sẽ không cho mình rồi khỏi đây mất. Và lưu ý cho các bạn một điểm rằng là ở El Nido thì rất ít nơi người ta chấp nhận thanh toán bằng thẻ, nên là tốt nhất các bạn vẫn phải có tiền mặt đi theo. Yeah. Và sau khi đội mưa về thì quá đói, lại quay lại quán pizza hôm qua, Bella Vita để ăn. Ngon lắm. Ồ, có ngon hả? Đúng cháu tiền lại.
Ngon nếu mà mọi người không đợi có những ép. You need this? Sorry. Mọi người ăn không ạ? Yes. Sorry. Người ta bưng tịt tế mấy cái đĩa ra thì mọi người đã ăn hết nửa cái đĩa này rồi. You want à? Tại vì anh không đi quay. Đang quay đi căng nhá. Ừ. Bánh đây ngon quá. Cả nhà ơi, và bây giờ pizza đã ra. Hôm qua thì mình đã ăn nhưng mà mình không quay kỹ pizza vì trời rất là tối, hôm nay trời sáng nên mình quay được cho mọi người. Pizza ở trên đảo Bali thật sự ngon. Bởi vì không hiểu tại sao ở đây người ta thích ăn đồ Ý hay sao nên là rất là ngon. Nhưng mà pizza Hawaii này thì không phải là đồ Ý nhá, bởi vì là người Ý người ta sẽ không ăn pizza với cả dứa. Bạn mà sang Ý mà bạn đòi pizza có dứa chắc là người ta mắng đó. Còn và hôm nay thì mình gọi hai cái pizza để trước khi lên đường ra sân bay và kết thúc chuyến đi El Nido ở đây. Khánh Linh, pizza ngon không? Để người ta ăn đi rồi biết nè. Nhớ hôm qua đi xem nào. Hôm qua thì rất rất ngon, thật ăn lại. Vậy là đã hoàn thành xong bữa ăn rồi, bây giờ chúng mình sẽ ra sân bay. Hy vọng là kịp, bây giờ đã là 4 giờ mà là 5 giờ 45 chúng mình bay. Hy vọng là kịp. Cả nhà ơi, cập nhật tình hình mới nhất. Sau khi đến sân bay, sau khi check in xong, sau khi gửi hành lý xong, chúng mình nhận được một tin. Đó chính là chuyến bay của chúng mình đã bị hủy. Hủy là cancel. Và bây giờ thì mình cũng không biết mình phải làm gì. Bởi vì là các bạn Tây ở đây, các bạn đang rất là phẫn nộ và đang mắng chửi cái quầy check in rồi, nên là mình cũng chả làm được gì ngoài việc chờ. Các bạn Tây đang tranh cãi. Và đây là cái chuyến bay đáng ra là của mình. Thì hãng này mình nghi là họ đã bán cho bên nào đó và bay mất rồi. Mọi người ơi, tình hình là như này này. Là hôm nay mình ra sân bay sau khi một cái ngày bão táp như vậy, mình ra sân bay vào đúng giờ và mình check in, họ nhận hành lý của mình và đến sát giờ bay thì họ báo là máy bay cancel và hôm nay mình bay của hãng Air Swift là cái hãng máy bay duy nhất có thể bay ra được El Nido và rất là khó chịu bởi vì là trước cái chuyến bay của mình 10 phút thì có một cái chuyến bay khác bay về Manila thì vẫn bay bình thường nhưng mà đến chuyến của mình thì họ báo cancel và tất cả mọi người ở đây đang rất là náo loạn, ai cũng phát điên bởi vì cái hãng máy bay này thậm chí họ không đưa ra được một cái lý do là tại sao họ lại cancel cái chuyến bay này và mọi người bây giờ không có một cái phương án nào hết, không có chỗ ở, không có biết là chuyến tiếp theo bay vào giờ nào, không gì hết, không một thông tin chính xác nào từ hãng máy bay cả. Và bây giờ chúng mình cứ tiếp tục chờ thôi. Và không biết là đêm nay sẽ ngủ đâu, ăn ở đâu và làm như thế nào để có thể kịp được, bởi vì ngày mai chúng mình còn về Manila để xem concert nữa. Và thậm chí là một nhóm bạn châu Âu ở đây, các bạn ý đã book vé đi đến Úc và mất toàn bộ vé đi đến Úc và cũng không nhận được câu trả lời nào cả. Và thật sự là cái hãng này mình thấy làm ăn quá tắc trách. Manager ra cũng không trả lời được một câu nào cả. Và chờ là liên lạc với cả boss. Và thật sự là kể cả lý do về thời tiết cũng không thể chấp nhận được, bởi vì ngay 10 phút trước đó thì cũng có một chuyến bay bay về Manila rồi. Mình không thể hiểu được là tại sao. Và mọi người có thể nhìn thấy là ngay trước mắt mình cái máy bay mà đáng ra mình được lên, họ đã lốt hành lý ra rồi và họ cho hành lý ngược trở lại trả mình và đã bay đi mất rồi. Thật sự không hiểu luôn. Và bây giờ họ đã trả lại hành lý cho mình. Thật sự là vô trách nhiệm. Bây giờ mình book tiếp được không? Không. Trong lúc mà mọi người đang book khách sạn mới thì chị Giang vẫn đang nhìn thấy điểm tích cực trong muôn vàn khó khăn. Chiều hoàng hôn buồn ở El Nido và thật sự là El Nido muốn giữ mình ở lại rồi thêm một đêm. Bây giờ chúng mình phải đi xe và chở toàn bộ hành lý về, trời tối quá, thôi gặp lại sau nha. Và bây giờ chúng mình đã đến một khách sạn và book phòng và food court. Khách sạn này có cả bể bơi nữa. Với giá là khoảng 60-70 đô một phòng. May cũng khá là rẻ mà food court như vậy. Đây là phòng mới của chúng mình ở khách sạn Maringa. Trời ơi, rất là đẹp. Đẹp hơn cả cái phòng đầu tiên chúng mình ở nữa. Quá bất ngờ. Đây là dân tị nạn vì đã bị hủy chuyến máy bay. Hôm nay vào một nhà hàng mới. Ồ, ngon lắm cả nhà. Mà đang ăn miếng tôm đầu tiên này ngon rồi. Ủa, đây là trái chuối à?
Đúng rồi, canh đuôi bò nấu với cả trái chuối. À đây, đây chính là ẩm thực local của Philippines. Mọi người ơi, trời ơi, đoàn Việt Nam quá đói, ăn quá ghê. Khánh Linh đang kiểu xé xác con cá. Đấy. Đồ ăn rất ngon mọi người ạ. Lần đầu tiên ăn đồ local Philippines. Đây là món cuối cùng. Trông như nem nhưng mà đây là món bánh chuối nướng. Trông như nem nhưng lại là chả. Bánh chuối. Ăn đi. Ngon rùng rợn à. Ôi đúng lúc nhạc lên này. Sao? À, còn không? Đúng kiểu TVC chuối chiên. Ngon lắm. Ngon hả? Em liếm láp xem nào. Láp để nó giòn rụm lại hoặc nó chảy sốt đấy. Liếm láp thử xem. Xem lườm anh. Good morning. Và bây giờ đáng ra thì mình đang phải ở Manila, nhưng mà bây giờ vẫn đang ở El Nido. Và bây giờ đã là 6 rưỡi sáng và chúng mình chuẩn bị trên đường ra sân bay. Và phải ăn sandwich bởi vì là thậm chí là quá sớm, khách sạn và không chuẩn bị bữa ăn sáng kịp. Và lại xếp vali một lần nữa. Mình cảm giác như trong vòng 24 tiếng vừa rồi mình chỉ có đi lại, chạy mưa, xếp vali và kéo vali mà thôi. Bánh mì ngon không? Không ngon hả? À, và cuối cùng là chúng mình đã được rời khỏi hòn đảo này. Phải quay được cái vỗ tay của mọi người ở đây. Lần đầu tiên trong cuộc đời nghe cái loa gọi bốt lên, tức là gọi lên máy bay mà mọi người reo hò vỗ tay là các bạn phải cảm tưởng quá. Và mình đã được rời khỏi El Nido rồi cả nhà. Và chính thức là trễ hơn dự định đến tận mười mấy tiếng. Và bây giờ đã được boarding. Mừng quá. Ơ, hộ chiếu đâu? À, lên máy bay đây. Mừng quá. Và bây giờ mình đã về đến Manila. Và tối nay thì chúng mình sẽ đi xem concert của Jesse McCartney. Theo bắt đầu từ cái việc là chị bà này bà thích Jesse McCartney đây. Và hiện tại thì chúng mình đang ở trước Grab Booth. Đây là một cái điểm rất là tiện lợi ở những cái nước mà có Grab, bởi vì là sẽ rất là dễ dàng để bắt xe. Và Linh thì vẫn đang cắm mắt vào điện thoại. Đi biển vui không? Đấy, như thế thôi đấy. Vui mà, nhưng mà đã vui ở chỗ đấy rồi, bây giờ về đang hơi mệt. Mệt về mất rồi. Đi biển vui không chị? Vui. Vui. Cảm thấy là rất lâu rồi mà có những cái cảm giác như thế ấy. À, anh chị đi biển vui không? Rất vui luôn, biển rất đẹp. Các bạn nên đi cái biển này nhá. Nhưng mà trừ cái máy bay. Trừ cái máy bay. Vậy là chuyến đi biển của chúng mình đã kết thúc. Và có một vài điểm mình nhận xét về El Nido như sau. Đó chính là cái chi phí đi đến ra El Nido ấy, thì nó đắt nhất ở cái phần đi lại và di chuyển, đắt nhất ở phần vé máy bay. Và cái phần máy bay thì cái hãng Airswift nó rất là nhỏ, nên là nó xảy ra những cái chuyện không vui. Nhưng mà tất cả những cái chi phí ăn ở đi lại ở trên đảo thì rất là phải chăng. Bọn mình thì thường ăn một bữa thì cũng chỉ rơi vào khoảng 200 ngàn một người và ăn rất là ngon. Và dịch vụ đi lại thì cực kỳ rẻ luôn. 1 triệu một người được đi thăm đảo một cách riêng tư, private. Muốn đi đâu thì đi, muốn dừng ở đâu thì dừng. Người dân trên đảo thì cực kỳ hiền lành. Mình chưa gặp bất kỳ một vấn đề nào với cả những người dân ở trên đảo hết. Và đó là một hòn đảo xinh đẹp và đáng mến. Và nếu mà các bạn đang cân nhắc một địa điểm cho mùa hè mà muốn đi đâu thật xa lạ, thật là phiêu lưu, thật là kỳ thú ý, thì hãy cân nhắc đến Philippines, đến El Nido. Đó là một trong những cái nơi đẹp nhất, một trong những cái mình gọi là biển thiên đường, đảo thiên đường. Còn bây giờ vlog của mình có lẽ tương đối đã dài rồi. Mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những vlog tiếp theo, ở trong những chuyến du lịch tiếp theo. Tạm biệt mọi người, nhớ like và subscribe cho Dino. Tạm biệt.